được mấy trái ngon bụng. Nãy anh đếm sơ sơ cũng 5-7 trái vậy. Cái này, cái dây củ nè, cái dây củ nó rớt hột, cái nó mọc lên đó. Quá trời bông luôn ha. Khó nhìn quá trời. Cái dưa leo này ăn dừa lắm rồi anh Quân. Sắc bẻ luôn rồi chấm luôn. Đây trái cầu qua nữa nè. Em phát hiện mục tiêu. Đó, thấy chi dưa leo chưa? Trái dưa leo này mà trái dưa leo mới cắt nó bằng 6-7 trái khổ qua. Mình có mấy cái bông lục bình nó cũng nở nối tiếp nhau nè cả nhà. Mình vẽ vô để chấm với cái món kho quẹt chiều nay luôn. Món kho quẹt cũng giống như cái món mắm vậy đó, đa dạng rau, càng nhiều rau là càng ngon nha. Nó nghe nè, hơi sẵn á em mượn Út á cắt mấy cái trái mướp hồi sáng Út cắt cỏ là làm đứt dây, đứt đâu 2-3 giây gì, bây giờ cái dạng mướp được khoảng 6 giây Út làm cũng hết đâu cỡ 2 giây rồi. Thôi lựa mấy trái mướp mà đứt cái dây bị đứt á bạn, sẵn nhỏ nhỏ mình cắt vô mình luộc luôn cũng được. Gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chiều nay mấy chú cháu mình quyết định làm cái món kho khô quẹt để ăn cơm. Sau mấy ngày ăn cháo với lại miếng măng vịt đồ cũng hơi ngậy trong người mà hơi thiếu gọi là thiếu chất cơm trong người rồi. Nhưng mà ăn cơm hôm nay thì quyết định là làm một chảo kho quẹt cho nó mặn mòi. Gia đình mình ăn cơm chiều. Hai lúa đó cả nhà. Hai bữa không ăn cơm. Hai bữa là có một ngày không ăn cơm mà thèm cơm sợ luôn. Sáng băng đi chợ mua ít thịt nè, thịt nọng nè. Sáng nay là Thanh Minh đó, rồi đâu có thịt ba gọi đâu. Thịt ba gọi người ta đem đi, người ta quay thịt quay hết trơn rồi. Băng mua được miếng thịt nọng nè, kết hợp chung với lại tôm khô. Tôm khô rồi băng kho một chảo kho quẹt sạch đó. Rồi rau luộc để chấm vô. Rau luộc thì băng có đậu bắp nè, củ cà gót nè, rồi bắp cải nè. Còn rau này rau vườn nhà mình trồng nè. Có khổ qua nè, dưa leo nè, với mấy trái mướp nè, mấy trái mướp mà Út cắt cỏ cái nó bị phạm vô đó. Cái nó đứt dây đó. Cái nó héo rồi cắt vô. Thấy vậy đó nghe mà ngọt ghê là ghê gớm luôn á. Với mấy cái bông lục bình chút xíu nữa cái mình chấm với món kho quẹt nè. Như băng giới thiệu rau ở trong cái nia này là rau vườn nhà mình trồng nè. Theo cái này không biết trồng hồi nào nữa mà bông cũng có ăn lai gai hoài ha. Thường á bông lục bình á cả nhà là ở ngoài sông cái nó mọc vậy đó, nó trôi dạt lục bình mà trôi dạt vậy đó, đâu có trồng đâu mà lục bình này là lục bình nhà mình trồng thiệt là trồng luôn đó. Đem về trồng đó, kiểu mà lục bình trôi đến nơi phương trời đó hả? Đến nơi phương trời đó mà nhà mình là đem về trồng luôn. Mẹ sắp ra đủ ăn vậy đó mẹ, ăn nữa được rồi, còn nhiêu để lại. Cái cục thịt nọng đó là sáng băng mua thiếu đó đó. Đi chợ Thanh Minh mua đồ quá trời, mua đồ tùm lum hết trơn. Cái hết trơn tiền rồi còn có 17.000 à, chạy vô nói với cô Hà ơi, cô Hà bán cho con miếng thịt heo mà cho con thiếu ngày mai đi chợ. Con trả tiền. Nó nói trời ơi mày mua gì khùng quá tao, mày mua quá trời luôn, có gì đâu mua đi. Mà thiệt trong mình còn có 17.000 à, đâu mua được đâu. Nếu chạy về mất công nữa, xa nữa mà chồng vòng qua làm biến. Mua thiếu luôn. Út mới cách đây khoảng tuần uống cà phê thiếu tiền mà nói con bây giờ con lại mua thịt thiếu tiền nữa. Tại luôn. Không tính ra là Út với Băng là uy tín tràn trề chứ. Người ta mới cho thiếu hết chứ. Còn thiếu được là còn ngon đó. Uống ly cà phê, 2 ly cà phê với bạn móc ra còn có 15.000 bạc. Móc ra mất cỏ gì từ xưa giờ luôn. Tôm khô.
Tôm khô này nhà mình bán không có tốn tiền. Con mặc định băng bán là con ăn không tốn tiền Út. Phải tốn tiền mà tốn tiền giá gốc. Tốn tiền vợ con rồi chứ không, con không biết. Lương quay phim một tháng là 1 triệu, còn đóng khô là 2 triệu, là 3 triệu bao ăn uống. Đúng. Tối ngủ chung với chủ. Mấy cái gì khổ quà này á, là lúc mà mình trồng dưa leo là con nó chặt hết rồi. Nhưng mà mình cố tình là mình không có đào cái rễ nó lên luôn thôi. Mình chặt sát gốc nhưng mà nó vẫn lên hả bạn? Ừ, vẫn lên đó. Ừ. Nhưng bây giờ các con nó đào gốc đi, cái chính nó rụng xuống. Dạ. Là lên hoài á, nói dạ. Chung là về khao khổ trồng đó. Dạ. Có qua mùa cái là nó lên lại cái ngủ qua này vậy. Mà không. Đưa rau Phúc. Dạ, đưa rau một con nha. Em bỏ cái miếng ba gọi nè, ấy cái miếng nọng này vô cái em giống như là thắng cấp mỡ gì đó anh con. Ừ. Nhưng mà không có thắng cho teo teo đó nghe, mình chiên cho nó săn săn sơ sơ á, để mình kho quẹt cho nó ngon. Còn bên đây là mình nhờ mẹ bầm củ hành tím với lại tỏi để chút xíu nữa mình phi. Mình phi mình xào tôm khô đó cho nó thơm. Cái phần thịt nọc nó săn vậy là dừa ha. Dừa với nhà mình rồi đó. Dừa theo kiểu nhà mình đây. Vớt ra nè. Có cái vàng, có cái dừa. Còn cũng mềm mềm mà nó cũng còn cái mùi thơm nha. Nó hơi săn săn nhưng nó có cái mùi thơm của thịt á. Chiều nay trời sắc trời chuyển mưa, hơi tối tối chút xíu. Nhưng mà kệ mát mát nhịn hơi ăn cơm cho nó ngon. Tôm khô này mình cho vô lửa nhiều, mình xào nhanh lắm nha cả nhà. Một xíu à. Cái mấy cái bụi lục bình ngày nở chừng 5-7 bông, chục bông nở hoài tới. Phải nó gộ hết á mẹ, mình làm được món ví dụ mình nấu canh chua hoặc là lẩu mắm đâu á mà nó nở lai gai. Canh cua nó thơm rồi đó, nó săn là giờ em cho nước mắm vô. Giờ nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình ha. Nước mắm nè. Chút dầu hào nè. Nó vừa đậm đà mà nó có vừa cái độ lên lên đó anh không? Lên sọt đó anh không? Rồi, hạt nêm. Rồi, bột ngọt. Rồi, đường. Bây giờ mình chuẩn bị cho cái phần thịt mình thắng hồi nãy nè. Nó sôi lên rồi nè, gia vị đó. Nó sôi lên hết rồi nè. Giờ em cho thịt. Mình chuẩn bị cho vô một xíu nước ha. Một xíu nước thôi ngon rồi. Cho nước vô chủ yếu là cho nó cứ chín cái thịt đi rồi cái mình điều chỉnh lại, điều chỉnh gia vị lại rồi cũng cho nó sần sệt lại chứ cái này là nước lắm nha. Cho nó kẹo kẹo cái mình chấm rau nó mới ngon. Ủa đi bẻ trái chuối hay là bẻ lá chuối? Bẻ lá chuối. Cái quầy chuối già này mà được bự bự á anh không? Ừ. Luộc chấm với lại kho quẹt cũng ngon á. Chấm cái là hết tiếng chấm luôn hả? Giờ mình sẽ cho tiêu với lại ớt. Hành luôn thôi em. Ừ. Em cho mấy cái ớt này nó quẹo quẹo lên đây. Rồi em cho hành vô. Rồi em cho phần ớt còn lại vô luôn. Cô tiên nhà mình được cái mà cái độ cay vừa phải là nó ăn được hết luôn ha, nó hay. Cho nó dập dập hành một xíu, dầm dầm xuống. Ừ.
Rồi, đường thanh quân hen. Quá được. Cái màu đậu bắp mình nó còn màu xanh ha. Mâm rau bữa nay cũng siêu hoành tráng ha. Ăn rau gì đó, ăn rau sống gì không mà da mặt út đẹp trai không? Hỏng bụng luôn. Dưa leo mới. Anh đem hai dĩa bự quá không biết đủ không? Đủ thịt để lên hai dĩa không? Hai trái ớt lên nghe. Ừ. Đều chưa? Đều rồi. Chiều nay anh Khải cũng tranh thủ đi làm về sớm ăn cơm với gia đình. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Rồi, dạ xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi. Quặp lại anh Khải. Làm nào trước ta? Em chan miếng đây. Đúng rồi, béo lắm. Lấy hủ qua làm một cái xuồng mini trước. Em cảm ơn chở một con cơm. Đúng một ca. Thử coi chị Ly, thử coi ngon không? Cho em một miếng nước nữa. Nó ngon giòn giòn quá. Trong quá trình mà đi làm mà cái mùi thịt nọc nó bay tới chỗ hả anh Khải? Mùi rau rửa mũi, lâu rồi không mỡ. Mỡ ngon, lâu rồi không lượng mỡ. Mỡ miếng thịt cũng mỡ vậy. Vậy hú qua, chạm miếng mềm, chạm miếng ớt, chấm miếng. Quá phải bài. Bài cả nhà nha. Đắng, ngon. Bữa nay không? Đắng nè hả? Mướp này mày ăn sang ghê không? Trời ơi, mướp này ăn bị chảy máu á. Nào mướp nhà không sao đâu. Hồi sáng Út cắt cỏ anh gãy, mấy giây nó bị chết á. Xong rồi cắt mấy trái mướp non luôn. Chứ không phải sang gì đâu. Không phải sang cỡ đó đâu hả? Ăn trong nước mắt của Út đó. Út tiếc hồi hụi luôn á. Mình cắt cỏ không để ý. Không biết ha, lộn vô cỏ rồi quấn vô. Dạ, khó khó phân biệt thành khó phân biệt. Ủa qua không đắng lắm. Cô Tiên ăn được không con? Được ra. Ừ. Ăn nhiều nhiều đi. Không chan được. Con nhiều quá con. Mẹ chan cho thêm cô Tiên nữa. Ước vậy mà Tiên còn mẹ thêm hả Tiên? Bông lục bình ăn sống cũng mềm Út. Em có. Dạ ăn thử. Được chưa? Làm miếng hả? Dạ. Ăn chắc cũng xốp xốp quá ta. Xốp xốp. Tâm nói giờ ăn chín không ăn phát. Em được. Được không Út? Ừ. Dạ. Thì ăn nó cũng xốp xốp giống như tai lục bình vậy thôi chứ. Em nghĩ là gì? Em ăn rồi. Rồi cả nhà. Ừ. Nó mềm mềm như thế anh Khải. Thơm thơm không?
ngày cái chỗ dài bông dài bông phải mà chỗ gỗ á chị Ly, mình làm một nồi mắm lẩu mắm mắm lẩu kho đâu đó lẩu mắm á, hoặc là canh chua năm sáu loại gì đó tính luôn ớt nè, không tính ớt là bảy loại, tám bảy loại rồi. Bữa nay cu tin hơi thấm ớt với tiêu chút xíu, phải uống nước mới chịu nổi ha con. Bởi mẹ thấy vừa ăn lắm rồi. Cô Tin là trong đây ăn được tôm khô với lại thịt hả cô Tin? Dĩa hết luôn rồi, trong nồi cái dĩa khô quẹt người ta rồi. Miếng này để ra ngoài đi mà con ăn ít lắm. À con ít à. Mẹ cho con một miếng trước thôi. Mà cô qua cho đủ cái gì. Trong cái ni rau bữa nay là Út thích cái loại nào nhất Út? Khổ qua. Trong đây hả? Khổ qua ha? Khổ qua. Đắng đã. Út thích cái vị đắng. Một cái nó có cái gì riêng. Bớp này ngọt trời thận. Nói lớn. Thứ này nọ là ngọt chứ lắm ngọt. Mướp ngon. Mướp nha. Mẹ ăn thử miếng mướp này. Không phải dễ mà ăn mướp này đâu cha. Ừ. Không, không, có không có Út mình không có dám cắt ăn kiểu vậy. Nè chị Ly. Rồi em luôn người thử khúc nha. Nướng á, nướng thơm. Ừ. Mướp nè anh Quân. Đó hay nướng, hay nướng ăn. Đó nướng là thời gió Bắc á. Ngọt ghê luôn. Ông nội thì lớn tuổi ông đốt đống lửa vậy nè, ông ngọn không có sáng 5 giờ á. Lấy cái mướp mướp nướng. Chỉ có anh mới ăn được thôi, ai nào bẻ ông chữ chết. Ăn không gì ha. Ừ tháng nướng ăn ngọt im lắm. Mà cái trái non mới nướng được hả? Cái lớn lớn nè. Ngọt hả? Chứ trái bự quá nướng nó nóng. Ăn nổi là. Tất nhiên nó bự quá nè nè. Rồi cái nướng nó nóng là giống như qua bữa mình ăn cháo vậy đó. Dạ. Em thì chưa biết, chưa từng ăn luôn. Dạ. Cạo giấy đen 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 nó ra là quất. Thơm. Thơm ngọt. Mày Út lấy cái lò cắt cỏ rồi Út. Lỗi lầm rồi. Út sang bằng đi rồi nướng cho con ăn với Út, con chưa từng ăn á. Con cũng không biết chị ăn mướp nước. Rồi. Cái này băng ra chặt chi mớp đổi thừa Út cá cỏ nữa nè. Có đâu. Mình lấy để tối tối rồi pha thần pha phần nhiều nhiều dưới sạc phân chích ngắt. Qua với thầy, chơi chơi. Dạ ơi, con mới phát hiện Út hôm qua không phải làm đứt 2 giây đâu mà đứt hết chân hả? Chết tao bà. Chết tao. Hiện này tao cho đứt bóng với tao luôn mới được quá trời cắt. Quá ngon hả cô Tin? Con phải ăn cơm nhiều vô nha. Tôm khô này con. Tôm khô mẹ thấy nó sực 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 sực, nó cũng cứng cứng, dễ dễ mà con ăn được hả? Không ăn được mà. Cứng quá. Ê, ngủ. Cứng quá mà sao nãy giờ múc mấy quận? Cứng quá, quận đã hết, quận đó. Cứ sao trả lời mâu thuẫn quá vậy? Xin thấy ngược lắm quá. Ngược quá, cứng quá ăn được mà. Nãy giờ múc hết mấy quận rồi. Tại vì là cứng thì cứng mà ăn thì ăn. Rồi cứng quá mẹ ơi ăn không được. Chén nào hết chén đó. Chén nào hết chén đó. Cô Tin lạ kỳ vậy chứ. Mẹ nước mặn này sao? Cái này nước mình gấp vô đi. Ừ, em bắt trước nhiều của tiên. Chăng có tôm khô hả? Có tôm khô vô. Ngon lắm, bén lắm. Cà rốt ngọt. Cà rốt ngọt. Một cái bắp cải là có cái sống như nè, nó cứng. Nó ngọt hơn á. Dạ, em phải ăn cái sống. Bơ rồi ha. Ừ. Con nó béo tới tết luôn. Hai anh em mình sinh ra hơi trễ thời, phải thời trước chút nữa ăn mỡ đã luôn anh. Heo nào hôm nay mỡ dữ lắm mỡ. Sinh ra gọi là hơi trễ trễ thời. Nếu mà tính ra hết trong đây, nếu mà để nhà mình mà trồng rau vườn hết luôn ha, là trồng được hết, chỉ có cái gì ta, củ cải đỏ thôi. Còn cái đậu bắp cũng dễ trồng đúng. Mình lên học là mình trồng được á. Nhưng bắp cải giờ trồng chậu rồi nè, Tết trồng chậu đó.
Chị Ly thấy Út ít trồng rau ăn lắm chứ trồng là đẹp đẹp không à. Trồng lục bình là có bông ăn thiệt đẹp luôn chị thấy không? Lục bình này con bông á. Mấy cái ly đẹp đẹp á, động để cũng khác trông đẹp. Dạ. Bên nhà chú Quyền thấy có ăn lá ngon bông. Sen ăn được nữa đó, sen mà cái lá mà nó còn tròn gì vậy nè. Tàn ca nướng á anh Khải, đúng không? Nó còn tròn vậy nè, anh nghĩ chấm cái này chắc cũng tịt lắm á. Ngon á. Lá nó còn tròn mà chưa có nở ra nha. Dạ. Cái lá non á. Cái bắt đầu xúc thịt ba gọi rồi vô êm. Ừ. Rồi xuống bẻ vài lá không? cái đợt mà sen của Út mà đợt trước đó bạn ra như bị băng ăn hết trơn. Thiệt luôn á. Mấy cái gương á. Không phải ăn hạt sen lắm. Có nhẫn nhỏ hả? Có đặt nhỏ. Có nữa. Nhẫn là tại vì mình không lấy cái tim. Dạ. Ăn cái tim nên thuốc, mày không thấy ra. Cái tim sen đó người ta làm trà nữa đó. Trà sen gì đó. Mắc tiền lắm á. Ừ. Con nó ăn yếu chưa ta? Con hả? Nói hôm nay sao? Con nói con hả cô Tiên? Dạ. À. Bữa nay đi học buổi chiều ăn gì? Mấy ai qua chơi, qua này. Chứ cay quá không nha. Cay quá hết nhớ hả? Hồi nãy chắc mẹ làm gì dầm đi. Cô Tiên nghỉ hả con? Dạ. Con vô hả gì? Dạ. Ờ, vậy con vô trước đi. Vậy hai bọn đi chơi rồi. Đi chơi với anh hai con. Thanh nổi ha. Vậy con vô trước đi con. Dạ. Con bà con xuống đi vô. Rồi con đi vô đi. Chị là lặng lặng. Ăn xong đi, đứng dậy không nổi hả? Mặc đồ cút bơ. Hôm nay công việc gãn gãn lại hả anh Khải? Nói chung đầu tháng thì cũng hơi thảnh hơi một tí. Dạ. Giữa tháng cuối tháng lắm mà. Tranh thủ đầu tháng gãn gãn khỏe khỏe về ăn cơm chung cho vui. Nhiều khi thật sự như có anh Khải này cả nhà là cũng bà con khán giả mình á là hỏi anh Khải hoài à, nhưng mà như mà mình nấu cơm cỡ nào cỡ thì cũng anh Khải cũng để phần cho anh Khải, nhưng mà đôi lúc anh Khải cũng nói hoài ăn một mình nó không có được ngon. Mà do tính chất công việc á thì cũng không biết làm sao. Tính chất công việc cơm áo gạo tiền hả? Tại công việc thị trường mà đi giờ giấc không có quyết định, mình không quyết định được. Dạ. Dạ là... cũng muốn về nhà ăn cơm vui vậy chứ. Ăn gì nó ngon. Cho dù kho quẹt cũng ngon, nhưng mà về bến tô cơm mà cái đùi gà để đó không ăn cũng không ngon. Dạ. Thì đôi... lấy cái tính lấy máy dựng góc quay lên luôn rồi đó. Gửi vô băng. Cười. Có gì không anh? Xin chào cái nhà đó, nên bắt đầu em ghét cho anh vô thuốc hay thì anh biết đó, khán giả bà con á, mà thích dạ. Á, thì mới nhắc. Nhưng đúng mà rồi. Em đôi lúc trả lời rồi đôi lúc những cái comment nó bị trôi. Em không có trả lời hết. Hôm rồi có đi lên trên Châu Thành. Đang đi công việc chuẩn bị gặp khách hàng á. Cái cô kia có một cô ẵm đứa con. Cái anh này là ở trong cái gì Hương Hương nè. Tôi kéo cô chàng nói dựng hai cô tin. Cái nói rồi đúng rồi dựng hai cô tin. Rồi có cái người lớn tuổi lắm, lớn hơn mẹ cỡ bà nội bà ngoại mình nè. Cũng dán cái màn nhìn ra nữa. Dạ. Vậy có đó là được thích lại nhiều lắm á. Ủng hộ gia đình mình ha. Dạ. Chứ đôi lúc mình cũng thường xuyên cái tình trạng mà ngồi ăn một mình vậy nó không có vui, nó không có ăn được nhiều đâu. Thường thường làm bữa sáng, phải làm bữa sáng về ông kẹp. Giống này nó lai qua làm sao lại có thứ trắng tươi này. Dạ. Ngon lắm nè. Trái xanh, trái trắng, trái ngộ lắm. Bị hồi đó có dạ. Hai ba giống nữa. Dạ, nó xanh lật liền á. Trái xanh hồng qua nha, được mềm mềm á. Dạ. Trái xanh, trái trắng. Hai hồi đó. Chiều qua, chắc là... Cái thịt khô ăn nó cứng, không phải ăn đã. Không phải ăn được. Vậy kinh tốt.